Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin cho bóng đá 5 phút ngày 9 tháng 8. Mình là Hoàng Spin. Những tin bóng đá hot nhất 24 giờ qua sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Barcelona dọa kiện De Jong vì hợp đồng bất hợp pháp. Ở Barcelona thì có một câu khẩu hiệu bất hủ là hơn cả một câu lạc bộ. Vâng, ở câu lạc bộ bình thường thì không kiện cầu thủ của mình. Đây thì hơn cả một câu lạc bộ nên kiện luôn. Cụ thể đó là ban lãnh đạo Barca đã đề nghị De Jong hủy hợp đồng của mình hiện tại. Họ cáo buộc cầu thủ người Hà Lan và bộ sổ lãnh đạo dưới thời Bartomeu đã vi phạm pháp luật khi mà ký vào bản hợp đồng dài hạn. Bản hợp đồng mới này có thời hạn đến năm 2026, giúp cho Barcelona giảm thu nhập của De Jong trong hai mùa giải 2021-2022 cũng như là 2020-2021. Giải thích thì hơi lằng nhằng nhưng mà hiểu nôm na rằng De Jong sẽ nhận khoảng 88 triệu euro trong 4 năm cuối hợp đồng. Con số này khiến cho Barcelona méo mặt. Nếu mà De Jong rời khỏi Barca hè này, anh sẽ không nhận được số tiền là 18 triệu euro. Barcelona muốn hủy giao kèo hiện tại với tiền vệ người Hà Lan để quay lại bản hợp đồng cũ khi mà cầu thủ này mới đến. Nếu mà De Jong phản đối, hai bên sẽ gặp nhau tại tòa. Thật sự là bao nhiêu năm xem bóng đá tôi cũng chưa thấy trường hợp này bao giờ. Các bạn thiếu tiền thật nhưng mà có đến mức phải làm như vậy với cầu thủ của mình không hả Barcelona? Manchester tức quay xe bất ngờ hỏi mua Rabiot. Màn trình diễn thảm con miệng nô họa của Matuidi và Fred trong trận khai màn Premier League đã khiến cho Eden Hag không thể ngồi yên. Một người cũ của Manu trong cabin bình luận là Roy Keane đã chia sẻ rằng đó là câu chuyện đã xảy ra trong suốt quãng thời gian qua. McTominay và Fred không đủ tốt. Manu sẽ rất khó có trở lại thời kỳ đỉnh cao với cặp tiền vệ trung tâm này. Chúng ta vẫn theo dõi câu lạc bộ từ tuần này qua tuần khác, nhưng mà những yếu kém đó vẫn tồn tại. Chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn y nguyên. Đó chính là lý do mà Manchester tiếp theo đuổi De Jong, nhưng mà trong một nỗ lực vô vọng. Bởi vậy mà họ đã quay xe nhắm đến Rabiot của Juventus. Theo nguồn tin uy tín của The Athletic, Manu đã cố gắng chiêu mộ tiền vệ 27 tuổi của Pháp, người mà chỉ còn một năm hợp đồng với Juve. Một điều kiện đủ nữa đó là Juve cũng đang muốn đẩy Rabiot đi càng nhanh càng tốt. Mà từ từ đã, ngay đến đoạn này tôi lại thấy quen quen. Một tiền vệ, người Pháp của Juventus. Ôi dồi ôi, kiểu này theo phong thủy thì tôi nghĩ là Manu không nên ký hợp đồng đâu. Dễ toàng lắm. Alexis Sanchez rời Inter Milan để lại ba thứ quý giá. Alexis Sanchez về Inter Milan đã chính thức đường ai nấy đi. Theo tờ Sport News, Inter Milan đã chấp nhận đền bù thêm 5 triệu euro cho Sanchez vì đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 1 năm. Sở dĩ anh phải ra đi đó là vì sự trở lại của Romelu Lukaku. Chiến thần người Bỉ quay trở về và đã khiến cho chiến thần Chile không còn chỗ đứng. Ngoài ra có một vấn đề quan trọng khác, đó chính là về mức lương. Ban lãnh đạo của Inter Milan muốn giảm bớt quỹ lương để cân bằng tài chính. Hiện tại thầy đang nhận mức lương cao ngất ngưởng tại Inter Milan, đó là 10 triệu euro. Trên trang Instagram của mình thì Sanchez viết rằng: "Tôi ra đi để lại Inter Milan 3 chiếc cúp, thứ mà câu lạc bộ đã mong chờ suốt 11 năm nay." Ở mùa giải năm ngoái thì Sanchez chỉ có được cho mình 5 bàn thắng và 2 kiến tạo. Điểm đến tiếp theo của anh sẽ là Olympique Marseille của Pháp. Và chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ về khả năng trong một ngày đẹp trời nào đó, Quang Hải sẽ đối đầu Tuấn Hưng Chile, đối đầu Sanchez trong một trận đấu ở cúp quốc gia. Manchester tức bị phũ trong thương vụ Arnautovic. Mới đây thì ban lãnh đạo của Bologna đã thừa nhận rằng họ nhận được lời đề nghị chiêu mộ Arnautovic từ Manchester tức. Tuy nhiên câu trả lời của họ lại khiến cho Quỷ Đỏ phải cảm thấy đáng lòng. Manchester tức hỏi mua Arnautovic: "Chúng tôi tự hào về sự quan tâm của họ dành cho Marco, nhưng mà chúng tôi không có ý định bán anh ấy. Chúng tôi muốn giữ anh ấy lại Bologna. Như là chủ tịch câu lạc bộ đã nói, anh ấy là một phần quan trọng trong dự án của chúng tôi. Anh ấy là vô giá." Manchester tức được cho rằng đã hỏi mua Arnautovic với giá 8 triệu euro nhưng mà bị Bologna từ chối. Đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ quay trở lại với đề nghị cao hơn. Tuy nhiên thì giám đốc câu lạc bộ lại cho biết đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Bologna muốn tiến về phía trước và sau những gì mà anh ấy đã làm cho câu lạc bộ thì anh ấy sẽ là trung tâm của kế hoạch. Vâng, nhìn sang Liverpool thì mua Nunes, Man City thì mua Haaland, Chelsea mua Sterling, Arsenal mua Gabriel Jesus. Còn Manchester tức thì mua một siêu tiền đạo năm nay 33 tuổi. Nghĩ xem có chán không cơ chứ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cam kết dự World Cup cùng tuyển nữ Việt Nam. Sáng mùng 8 tháng 8 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung và tổng thư ký Lê Hoài Anh đã cùng nhau thống nhất ký ra hợp đồng chức danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Bản hợp đồng mới này sẽ có thời hạn từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Với nhiệm vụ trọng tâm đó là dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam tham dự vào chung kết World Cup bóng đá nữ năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand vào cuối tháng 8 năm sau. Về phần mình, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Bản hợp đồng mới của tôi sẽ có thời hạn đến năm 2023. Bản thân tôi vừa vui mừng nhưng cũng nhận thấy đây là một nhiệm vụ nặng nề. Năm 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ có nhiều nhiệm vụ phải thực hiện." Việc huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam là một tin vui đối với người hâm mộ. Bởi cách đây chưa lâu, ông đã từng chia sẻ với báo chí ý định xin nghỉ làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam sau khi mà tham dự SEA Games 31.
Mong rằng World Cup năm sau tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu thật thành công, coi như là một món quà tri ân dành cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đến đây thì bản tin chung bóng đá 5 phút ngày 9 tháng 8 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share đăng ký kênh và rung chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.